Ok, hello anh em, tiếp tục lên máy anh em ơi. Miền Tây nữa nha, 4708. Đang test cầu nữa là lên xe nha. Giao về chào Vinh cho ông chú chúng mình. Lên xe máy trực tiếp luôn. Cho em nói về đất chào Vinh nha anh em. Bốn bảy không tám nha, máy không thôi. Đụng ai, đụng ai, dở lên chút. Chú dùng anh xuống hồi sáng, máy mình còn nhiều nha, 47 vẫn còn nha anh em. Anh em nào cái 4750, 4,5, 3460 đang có đầy đủ nha. Rồi cập nhật kho máy xíu nha anh em ơi ha. Hiện tại là đang có 60 nè, 4034, 4550 ha, đang còn nhiều đó. Thì anh em nào đang quan tâm thì có liên hệ mình nha. Đang có sẵn như là 4018 nè anh em, 3408 DI nè, 4508 DI nè ha. Mấy con này thì giá rất là tốt nha đó. Mình mới vừa lên xe một chiếc 47 giao về đất Trà Vinh cho ông chú với ông anh lên sáng ủng hộ hôm nay. Cuối tuần vẫn có lọc nha. 50 thì có xe Việt, xe Thái mình còn đầy đủ nha. Đó. 50 thì có cả máy mới luôn nha anh em. Anh em muốn máy mới có máy mới luôn ha. Đây 3608 đây. 5018 lướt đây ha, đang có đầy đủ hết. Rồi, anh em nào quan tâm thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình nha. Này có lọc cho ông anh với ông chú ở đất Trà Vinh ủng hộ. Rồi, cảm ơn anh em mình nhiều nha.